Trong hai ngày 14 tháng 4 và ngày 12 tháng 4 năm 2024, lần đầu tiên Việt Nam đăng cai tổ chức hội thảo nghiên cứu chấn thương khu vực châu Á và chấn thương sọ não tại Bệnh viện Thống Nhất Thành phố Hồ Chí Minh. Trong đó, ngày đầu tiên của hội nghị, chương trình hội thảo bàn luận sôi nổi trên 4 chuyên đề, đem đến 14 bài báo cáo được trình bày bởi các chuyên gia giàu kinh nghiệm về lĩnh vực này từ Việt Nam, Hoa Kỳ, Hàn Quốc, Thái Lan, Malaysia, Singapore, v.v. Ngày thứ hai của hội nghị hứa hẹn đầy ắp thông tin hấp dẫn với workshop chủ đề Sự xuất sắc của châu Á trong chăm sóc chấn thương trước viện trong chấn thương sọ não. Thông qua chương trình này giúp những người tham gia có thể hiểu và thực hiện 8 khía cạnh liên quan đến việc chăm sóc chấn thương sọ não TBI trước viện cho người lớn và trẻ em. Chúng tôi vui mừng khi được biết hội nghị lần này được sự quan tâm của đông đảo hơn 250 đồng nghiệp đến từ hơn 40 bệnh viện tại thành phố Hồ Chí Minh, 24 bệnh viện từ 18 tỉnh thành, xa nhất là Thanh Hóa, Nghệ An và đến Kiên Giang, Cà Mau. Có 5 trường đại học cũng tham gia vào hội thảo ngày hôm nay. Điều đó cho thấy có sự quan tâm của lãnh đạo các cơ sở y tế từ trung ương đến địa phương, từ các bệnh viện thực hành đến các cơ sở đào tạo y học trong cả nước. Nội dung hội nghị được nhìn nhận mới mẻ nhằm mục đích chính là nghiên cứu, cập nhật thông tin mới nhất, kinh nghiệm từ các chuyên gia hàng đầu trong lĩnh vực cấp cứu chấn thương trong khu vực châu Á và cũng là diễn đàn để chia sẻ kinh nghiệm, hiểu biết về gánh nặng chấn thương hiện nay ở Việt Nam. Đồng thời qua đó sẽ cập nhật nghiên cứu chấn thương về phòng ngừa, điều trị và kết quả cũng như là tập trung vào nghiên cứu về cách cứu chữa và kỹ năng xử lý cấp cứu chấn thương sọ não. Giáo sư tiến sĩ bác sĩ Sang Do-shin, Bệnh viện Đại học Quốc gia Seoul, Chủ tịch BATOS CRN bày tỏ: "Đầu tiên, tôi rất hân hạnh được tổ chức hội thảo về cấp cứu chấn thương lần đầu tiên tại Việt Nam. Thứ hai, tôi hy vọng rằng hội thảo sẽ mở ra nhiều cơ hội hợp tác và tăng cường hợp tác giữa hai quốc gia. Điều thứ ba, tôi hy vọng sẽ tạo được ảnh hưởng cho nhiều đồng nghiệp tại Việt Nam để họ tăng cường thu thập số liệu cho hệ thống BATOS xây dựng hệ thống cấp cứu chấn thương của bệnh viện các bạn và thành phố của các bạn. Và cuối cùng, tôi mong muốn hội thảo sẽ mang đến cơ hội hợp tác dài lâu, không chỉ ở sự kiện này, đồng thời nâng cao kiến thức cho các đồng nghiệp, đặc biệt là những đồng nghiệp đang công tác tại khoa cấp cứu và hệ thống cấp cứu ngoại viện và nội viện. Qua đó, hệ thống cấp cứu ngoại viện sẽ hoạt động hiệu quả hơn." Thạc sĩ bác sĩ Lê Bảo Huy, Chủ tịch BATOS Việt Nam, trưởng phòng đào tạo Bệnh viện Thống Nhất nhìn nhận: "Việt Nam thường xuyên có tai nạn dẫn đến chấn thương, nhưng lại thiếu trung tâm cấp cứu chấn thương đặc thù. Chỉ có 1-2 cơ sở cấp cứu chấn thương hạng 1 được đặt ở các thành phố lớn. Điều này khiến một lượng lớn bệnh nhân đổ về các bệnh viện hạng 1, trong khi mức độ chấn thương chưa đủ nghiêm trọng, tạo áp lực lớn cho bệnh viện tuyến đầu. Trong đó, dữ liệu từ Bộ Y tế cho thấy giai đoạn từ năm 2011 đến năm 2020, tai nạn giao thông và đuối nước là nguyên nhân gây tử vong hàng đầu ở Việt Nam. Đặc biệt, tử vong vì chấn thương giao thông đường bộ chiếm đến 44% tổng số ca tử vong do chấn thương. 72,3% nạn nhân ở nhóm từ 20 đến 59 tuổi, thuộc độ tuổi lao động. Những mất mát này đặt một gánh nặng to lớn lên xã hội do năng suất lao động bị mất đi và chi phí cao dành cho việc điều trị người bị thương. Chia sẻ về những thuận lợi và khó khăn mà hệ thống chăm sóc chấn thương tại Việt Nam đang phải đối mặt, Phó giáo sư tiến sĩ bác sĩ Phạm Thị Ngọc Thảo, chuyên gia lâm sàng, bác sĩ cao cấp Bệnh viện Chợ Rẫy, Chủ tịch Liên chi hội Hồi sức cấp cứu chống độc Thành phố Hồ Chí Minh cho biết: "Hiện nay thì cái hệ thống cấp cứu của mình cũng đã được coi như là tổ chức về đào tạo, huấn luyện rất là tốt, cũng như có các cái quy trình về cái hệ thống cấp cứu ban đầu. Thì một cái rào cản thì nói chung là về hệ thống nhân lực thì chúng ta còn rất là thiếu. Và một số nữa là chúng ta đào tạo thì hiện nay cái hệ thống đó nó chung với lại hồi sức cấp cứu và chống độc, chứ không phải là cái hệ thống riêng của cái cấp cứu không. Cho nên là từng bước thì cũng là hy vọng làm sao thì chúng ta sẽ phát triển cái nhân lực nó nhiều hơn để cho đủ cái nhân lực cho cái hệ thống cấp cứu, đặc biệt là đối với lại cấp cứu chấn thương." Trước bối cảnh này, Chủ tịch BATOS Việt Nam nhấn mạnh, việc cần thiết hiện nay là thành lập hệ thống cấp cứu chấn thương toàn quốc để đảm bảo tiêu chuẩn dữ liệu cũng như có nguồn tài chính phù hợp và giảm bớt các rào cản pháp lý. Do đó rất cần có sự phối hợp từ nhiều nguồn lực và quan tâm từ các cấp lãnh đạo.